các em nha. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trang 60 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, ai thông minh hơn học sinh lớp 5? Và như thường lệ, chúng ta nhớ chuẩn bị giấy nháp, chuẩn bị cuốn tập hay cuốn vở ghi nhớ về vấn đề nhân hai số thập phần hoặc nhân số thập phần với 10, với 100, với 1.000 gì đó, vân vân. Rồi, bây giờ chúng ta bước vào bài nha. Bài luyện tập hôm nay hơi khác một tí. Trước hết chúng ta lại tìm hiểu lý thuyết. Thế mới gọi là khác. Thông thường luyện tập chúng ta làm liền, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết. Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục được tìm hiểu về vấn đề nhân số thập phần. Xét ví dụ 142,57 nhân với 0,1 sẽ bằng bao nhiêu. Thông thường ta sẽ đặt cái gì, đặt phép tính thôi. Rồi nó sẽ bằng 142,57 đó, đúng không? Ta phải đặt phép tính này thôi. Sẽ lấy 7 x 1 = 7, 5 x 1 = 5, 2 x 1 = 2, 4 x 1 = 4, và 1 x 1 = 1. Rồi tiếp theo không thì thế nào nhỉ? Không có nhân không? Chúng ta sẽ thấy là gì? Đấy là 7, 5. Đó, chúng ta sẽ đếm ở đây có mấy? 2 chữ số. Thừa số thứ nhất có 2 chữ số. Thừa số thứ hai có mấy đây? 1 chữ số. Vậy chúng ta sẽ đếm dấu phải từ phải qua trái. 1, 2, 3. Đánh dấu phải thôi. Sẽ bằng 14,257. Đó. Vậy thì kết luận ở đây thế nào nhỉ? Nhìn ở đây thấy là 0,1 này. Số 0 này không có nghĩa gì đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có nhận xét về thừa số 142,57 và tích là 14,257. Hai cái này nó có khác nhau chứ chỗ nào? Khác nhau mỗi cái dấu phẩy thôi nè, đúng không? Vậy thì nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số thì ta cũng được là 14,257 nha. Rồi vậy thì đấy chính là lý thuyết mà nhân với 0,1 nha. Đó, nhân với 0,1 thì cứ để nguyên cái số đó, ta chỉ dịch chuyển sang một chữ số thôi, một chữ số để đánh dấu phẩy thôi nhé. Nè, đây là 142,57 nè, được chưa? Bây giờ dịch chuyển sang đây nó có hai chữ số, giờ dịch chuyển sang đây một chữ số nữa thành 14,257. Rồi áp dụng thêm phần lý thuyết này để làm các bài tập. Ok men. Ví dụ tiếp theo nè, 531,75. Cái này lại không phải là nhân với 0,1 nữa, lại nhân với 0,01 cả. Ác nhỉ. Chúng ta cũng đặt phép tính thôi. Đặt phép tính ta nhân bình thường, 5 x 1 là 5, 7 x 1 là 7, 1 x 1 là 1, 3 x 1 là 3 và 5 x 1 là 5. Chúng ta đếm ở đây. Trên thừa số này có hai chữ số. Thừa số thứ hai có hai chữ số. Bây giờ chúng ta sẽ đếm từ phía bên phải. Là mấy? Đây 2, đây 2 là 4, 1, 2, 3 và 4. Chúng ta sẽ đánh dấu phẩy ở đây. Đó, nhìn đây nè, bạn nào tính ý thì chúng ta không cần phải nhận xét nữa đúng không? Nhìn đây bạn nào tinh ý đã biết cách nhân với 0,01 thế nào rồi. Vừa nãy nhân với 0,1 thì chúng ta dịch chuyển sang một chữ số. Và nhân với 0,01 thì thế nào? Đây có hai chữ số thôi, đây thành 4 chữ số phần thập phần rồi. Rồi vậy thì nếu nhân với 0,01 hay nhân với 0,1 đó, thì chúng ta chỉ việc dịch chuyển thôi. Được chưa?
dịch chuyển sang trái một chữ số, đây dịch chuyển sang hai chữ số. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ kết luận khi nhân một số thập phân với 0,1, 0,01 hoặc 0,001 thì chúng ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái. Nếu nhân với 1, đây là 1, 2 hoặc 3 chữ số. Đấy, đây chính là mấu chốt phần luyện tập này, nội dung lý thuyết muốn cung cấp thêm cho các em nha. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ chiến các bài tập thực sự nè. Tính nhẩm. Quá dễ rồi. Vừa cái phần đóng khung xong, các em vừa ghi xong. Nhân với 0,1 thì sẽ đếm sang đây 1 dấu phẩy. Dấu phẩy sang đây 1 chữ số sẽ bằng 57,98. Nhân với gì? 0,01 sẽ dịch chuyển sang đây mấy chữ số đây? 1,2. Đây, 1,2 sẽ bằng 8,0513. Rồi, đây mấy chữ số? 1,2,3. Hãy dịch chuyển sang đây mấy? 1,2,3. À, sẽ là 1,2,3. Vậy còn dấu phẩy không? Không có dấu phẩy nào hết. Đó, sẽ đưa về dấu 0 bằng 0,3625. Đó, dễ thế nhỉ? Rồi, các em tuần tự các em thử làm cái bài này tiếp theo coi nè. Thầy vừa làm mẫu ở trên, nếu chưa rõ thì chúng ta có thể xả lại video, tua lại video. Rồi, thầy sẽ đếm nhá, đến 9 thôi. Thầy chọn số 9 cho đẹp. 1 2 3 4 5 6 7 8 và cuối cùng là hết giờ, 9. Rồi, 38,7 dịch chuyển đây sẽ bằng 3,87. Các em vừa quan sát vừa so sánh đáp án của các em nha. Đây, nhân với 0,1 thì sẽ bằng dịch chuyển sang đây mấy chữ số? 1,2 sẽ bằng 0,6719. Đây mấy chữ số? 1,2,3. Đây có 1,2 thôi. Vậy thì đây 1,2 thiếu mất một cái thì sẽ bằng thêm số 0 ở đây đúng không? 0,020. Đó, vì sao mới có số 0 này? Bởi vì nó dịch chuyển tới 3, biết đây 2 là 5, nó phải có 5 chữ số nên chúng ta phải chèn số 0 ở đây. Và trước nó phải là dấu là số 0 phần nguyên. Rồi. Quá dễ đúng không? Tiếp theo. Tiếp theo nào. Thôi, cái này dễ rồi nha. Dịch chuyển sang đây sẽ bằng 0,67. Hai chữ số sẽ bằng, phải thêm đây số mấy? Đây chỉ có 1, đây đúng mới được 1, vậy đây thiếu 1, vậy sẽ bằng 0,035. Đây mấy đây? 1,2,3. Đây chỉ có mấy? 1,2. Vậy thêm một số 0 vào đây và nó sẽ bằng 0,00556. Rồi, bài số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là km vuông. Đó, cái này cả mấy bài đầu tiên nè. 1 hecta thì bằng bao nhiêu km vuông? Nhớ cái này dùm em thì mới đổi được. Hay là 1 km vuông bằng bao nhiêu ha nha. Ở đây chúng ta có nè, 1000 ha thì sẽ bằng 10 km vuông. Ồ, tự nhiên này có tiếng vỗ tay dữ ta. Lạ nhỉ. Ồ, lạ thế nhỉ. Sao có tiếng vỗ tay nhỉ. Rồi, không có gì hết. 12,5 ha thì bằng bao nhiêu? À, đấy, chúng ta sẽ có hết tất cả các đáp án. Trời ơi, sao mà vỗ tay dữ thế? Hỏi đây chính là gì? Đáp án của bài số 2. Đừng hỏi thầy vì sao có kết quả này nha.
Đây chính là những nội dung đã quá cũ rồi, quá cũ rích rồi, không phải nói nhiều nha. Ta sang bài số 3. Bản đồ tỷ lệ là 1 chia cho bao nhiêu? 1 triệu. Tỷ lệ là 1 chia 1 triệu nha. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết thì đo được là 19,8 cm. Ở chỗ này sư nha, 19,8 cm thôi. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km? Ông ta lưu ý nè, trong cái bài ở lớp 4 chúng ta đã học rồi, cái tỷ lệ bản đồ nó đúng không? 1 chia 1 triệu tức là 1 cm. Ở trên bản đồ thì bằng 1 triệu cm ở ngoài thực địa, đúng không? Hiểu chưa? Vậy thì đây có 19,8 cm trên bản đồ, thì chúng ta sẽ lấy 19,8 này nhân với bao nhiêu? Nhân với 1 triệu. Vậy thì đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết dài thực tế sẽ là 19,8 nhân với 1 triệu sẽ bằng 19.800.000 cm. Đây chúng ta đang tính là cm, nhưng yêu cầu của đề bài là bao nhiêu km. Bây giờ đổi từ cm ra kilo thôi, ai mà chả đổi được đúng không? Sẽ bằng 198 km, và đáp số là 198 km. Đấy, như vậy thì đến đây thầy và các em đã chinh phục xong phần luyện tập. Và phần luyện tập này nó có bổ sung thêm cho chúng ta cách nhân số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001 vân vân, cứ tiếp tục dài dài như thế. Vậy thì chỉ cần nhớ một nguyên tắc là khi nhân với các số đó thì chúng ta đếm phần thập phân của nó có bao nhiêu chữ số, thì phần tích hoặc là cái số mà chúng ta nhân với nó chúng ta di chuyển sang bấy nhiêu chữ số để chúng ta đánh dấu phải của phần thập phân. Đơn giản thế thôi. Rồi, đến đây thì thầy và các em lại chia tay thôi. Tạm biệt các em nha. Bye bye.